Thưa quý vị, vào chiều 23 tháng 4 trong giờ ra chơi thì có một nhóm học sinh lớp 4, lớp 5 trường tiểu học Kỳ Tân, xã Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An đã nhặt hạt cây ngô đồng ở khuôn viên của trường chơi, và các em thì có nói đùa với nhau rằng là đây trông giống như hạt dẻ và có thể ăn được. Thì 7 học sinh lớp 1 tưởng là thật nên ăn quả ngô đồng. Chừng sau 1 giờ, cả 7 em đều có biểu hiện là buồn nôn, đau bụng, được chuyển tới trung tâm y tế huyện Tân Kỳ. Và bác sĩ đã xác định là học sinh đã bị ngộ độc do có độc tố từ hạt cây. Được truyền dịch và giải độc, đến tối thì 4 em đã hồi phục và được xuất viện. Số còn lại đang được theo dõi. Theo bác sĩ, hạt cây ngô đồng gây độc cho đường tiêu hóa và gan. Khi ăn vào, con người sẽ bị đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy. Nếu bị nặng, có thể gây xuất huyết đường tiêu hóa, rối loạn thần kinh. Và một năm trước, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã từng có công văn để phòng ngừa độc tố tự nhiên ở một số loại cây, loại hoa, quả trong khuôn viên trường học. Và văn bản đưa ra sau khi có khoảng 60 học sinh bị ngộ độc do ăn hạt của cây ngô đồng.